Xin chào anh em, mình là Tú Tổng. Và Rượu Dạo đã có một số những video hướng dẫn anh em tiêu sạch 250 triệu để dành cho những ai mà nhà giàu quá muốn ném tiền qua cửa sổ. Và ngày hôm qua thì mình đã làm thêm một video nữa để hướng dẫn cách tiêu tiền cho những bạn sinh viên giàu vượt sướng, giúp các bạn tiêu làm sao hết sạch 80 triệu một cách ngầu nhất và đẹp trai nhất. Và có rất là nhiều bạn có gợi ý cho mình những cái tầm giá khác nhau, ví dụ như là anh ơi làm sao tiêu 1 tỷ cho đẹp trai, anh ơi tiêu 80 triệu nữa đi, anh ơi tiêu 50 triệu đi. Thì mình nhận thấy là chúng ta đã đi từ phân khúc trên xuống phân khúc sinh viên giàu vượt sướng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phân khúc học sinh cấp 3 vừa sinh ra đã ở vạch đích, muốn giúp bố mẹ tiêu bớt tiền cho đỡ khổ, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ nhỏ như cà phê phin thì bao giờ tiêu cho hết. Ngày hôm nay anh sẽ giúp các em tiêu sạch 50 triệu một cách cũng rất ngầu và đẹp trai. Em sẵn sàng chưa? Và như thường lệ ở đây, mình sẽ tiếp tục có một hộp sản phẩm trị giá 50 triệu. Và mới nhìn qua thì mình đố anh em biết đây là cái hộp của cái sản phẩm gì. Chắc chắn là anh em nhìn cái này cũng biết đây là một cái màn hình rồi. Nhưng mà nhìn nó này, nhìn cái hộp nó to cực kỳ đồ sộ. Và cái video này sẽ dành cho những em học sinh cấp 3 vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi. Là thằng đàn ông, cái gì cũng phải to và rộng đúng không? Anh nhấn mạnh lại cho em cấp 3 là muốn mua thì đây sẽ là một cái màn hình gaming xịn nhất, đắt tiền nhất và lớn nhất ở thời điểm hiện tại, tính trên toàn thế giới luôn. Và chúng ta sẽ thực hiện unbox này bằng một cái dụng cụ rất là quen thuộc với các bạn học sinh cấp 3, bút bi. Cảm giác mở về cái hộp này bao giờ cũng thấy đã. Thật ra review dạo phông bạt này thôi. Anh em nhìn mình toàn mở hộp mấy con PC khủng, mấy con màn hình khủng, chứ ở nhà mình đang dùng một con màn hình AOC 1,5 triệu hàng second hand. Và đây sẽ là cái gì đây? Đây sẽ là cái chân đế màn hình này. Ui, cái này mà thật ra thì dùng để phang người cũng hay này. Để xuống một bên. Chào, chúng ta sẽ có thêm, đây là cái, chắc là cái để dựng màn hình, để cắm màn hình vào đây. Anh em nhìn này, nó cực kỳ chắc chắn và to cùng cục luôn. Bởi vì cái màn hình này là một cái màn hình rất là lớn, 49 inch cơ mà. Tiếp theo xem bên trong nữa là có cái gì. Đây là cái hộp gì thế này. Mình nghĩ là trong sẽ đựng dây nguồn đúng không? Sẽ đựng dây nguồn cũng như là những cái dây kết nối liên quan. Và có cả một cái đĩa setup luôn, nhưng mà mình nghĩ chẳng chả ai dùng đến đâu. Và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta. Wow. Nếu như mà mở hộp cái con laptop 250 triệu hôm nọ thấy sướng cái cây 80 triệu hôm qua tiền phê thì con này cũng đã đấy. 50 triệu cơ mà. Trời, làm sao mình có thể bê được đây. Và đây sẽ chính là cái hình dáng của một cái màn hình trị giá 50 triệu, một trong những màn hình đắt nhất, một trong những màn hình gaming cao nhất ở thời điểm hiện tại. Và mình muốn gửi lời cảm ơn đến cửa hàng Alpha đã nhập cái màn hình 50 triệu về để anh sếp với mình là anh Việt có cơ hội sang mua về. Mua thật đấy, mua thật luôn. Và tất nhiên là với tầm giá 50 triệu thì cái màn hình này nó sẽ có tất cả những cái gì hay ho nhất, tất cả những công nghệ tiên tiến nhất để giúp anh em chơi game một cách đã nhất. Và để cho anh em dễ hình dung thì giá tiền của cái màn hình này nó sẽ bằng khoảng 7 cái TV Samsung mà hôm trước mình có trên tay cho anh em. Và thứ nhất là chúng ta sẽ có một màn hình siêu lớn 49 inch. Một cái màn hình 49 inch là nó còn to hơn rất nhiều so với chuẩn của một cái màn hình TV thông thường, để anh em có thể chơi lên cực kỳ thoải mái. Và song song với đó chúng ta sẽ có một cái màn hình cong. Nó cong như chưa giờ được cong. Cá nhân mình đã từng thấy một số màn hình cong đến từ LG rồi. Và cái độ cong của cái màn hình Samsung gaming này nó còn cong hơn cả so với chuẩn cong thông thường. Song song với đó, anh em sẽ có một cái độ phân giải rất lớn là 3840x1080, đi cùng một cái tỷ lệ màn hình rất dị. Mà mình nghĩ là ngoài cái màn hình ra chưa có màn hình nào có. Đó chính là tỷ lệ 32:9. Và cái màn hình rộng như thế này thì nó sẽ giúp ích như thế nào? Thứ nhất là anh em chơi game FPS, anh em sẽ có một góc nhìn nó rộng hơn rất nhiều. Ngoài ra thì màn hình này cũng sẽ trang bị thêm những cái công nghệ rất là hay, những công nghệ tiên tiến nhất đối với một cái tấm nền màn hình. Thứ nhất là chúng ta có công nghệ Quantum Dot. Đây là một công nghệ giúp cho màn hình này có cái tỷ lệ hiển thị màn hình màu sắc rất là đẹp, rất là trung thực. Ngoài ra, do đây là một cái màn hình chuyên cho việc gaming, do đó chúng ta sẽ có những công nghệ cũng được làm riêng cho việc chơi game. Thứ nhất là một công nghệ AMD FreeSync đến từ AMD. Và sau sau với đó anh em sẽ có thêm một cái tấm nền hỗ trợ HDR. Hỗ trợ HDR để làm gì? Hỗ trợ HDR chính là để cho những cái tựa game nào mà có cái vùng tối nó quá tối thì sẽ nó sáng lên một chút để giúp chúng ta quan sát dễ hơn và chơi game một cách tốt hơn và hay ho hơn. Màn hình đã đẹp rồi, tỷ lệ đã rộng rồi, góc nhìn đã tốt rồi, đi kèm với một bộ PC gaming thật là khủng thì có thể nói là gần như chúng ta đã trang bị đầy đủ
áo giáp vũ khí và một đôi mắt thật là tốt để chơi game. Và cái đôi mắt trị giá 50 triệu này nó còn có thêm những cái tính năng nữa rất là hay mà mình nghĩ tất cả những em nào đang chơi FPS sẽ phải cực kỳ thèm thuồng. Thứ nhất là một cái độ làm tươi, một độ refresh rate màn hình cực kỳ cao, 144Hz. Và hơn thế nữa, cái màn hình này nó sẽ đáp ứng được cái tỷ lệ input lag là 1ms. 50 triệu thôi, quá rẻ trong cuộc tình. Ngoài ra thì đi sơ qua một chút về những cái cổng kết nối cơ bản thì anh em có thể thấy là có rất là đầy đủ. Chúng ta có hai cổng HDMI, một cổng Display In, Mini Display In, thậm chí là có cả Super Speed 3.0, hai cổng liền. Nó rất là đầy đủ, chúng ta cần cổng gì là cái màn hình này nó đều có cả. Và câu hỏi đặt ra ở đây rằng với một cái màn hình nó 49 inch, 32:9, nó rộng như vậy, nó lớn như vậy, tỷ lệ màn hình nó dị như vậy thì nó sẽ có thực sự hữu ích hay không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có. Với cái màn hình như thế này thì anh em sẽ phục vụ được tới 3 mục đích khác nhau. Mục đích thứ nhất, chơi game, đương nhiên rồi, góc màn hình siêu rộng luôn, nhìn là cực kỳ đã. Và mục đích thứ hai là chính để anh em làm việc. Anh em hãy tưởng tượng rằng cái màn hình này nó gấp đôi tỷ lệ 16:9. Bản thân cái tỷ lệ 16:9 đã khá là rộng rồi, 21:9 còn rộng hơn, thì 32:9 nó còn rộng hơn thế là rất nhiều. Vậy anh em thấy sao? Đối với 50 triệu thì chúng ta sẽ có một cái màn hình siêu lớn, mình nhấn mạnh lại siêu lớn cho việc chơi game, 49 inch, còn chưa kể là nó super cao, đi kèm với những cái công nghệ rất là hay ho, ví dụ như công nghệ AMD FreeSync, công nghệ màn hình HDR, công nghệ Quantum Dot, cùng với một tỷ lệ màn hình siêu dị, siêu dài, siêu rộng. Vậy nếu là anh em thì 50 triệu cho cái màn hình này nó có đáng hay không? Câu trả lời một lần nữa quay trở về, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Đối với những người họ đã quá giàu rồi thì cái quan trọng là họ sẽ bỏ tiền ra để mua lại những cái giá trị lợi ích mà họ cảm thấy là phù hợp nhất. Còn mình sẽ tiếp tục hài lòng với con màn hình AOC 21.5 inch Full HD 1,5 triệu mua hàng thử ở mấy cái quán net gần nhà mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video hướng dẫn cách tiêu tiền sao cho ngầu, sao cho chất và video đánh giá chi tiết các màn hình này trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em. Và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm nhìn lại màn hình một lần nữa. Nó cong như chưa rồi, cong như tính cách của thím Nư vậy.